Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sarai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được hai loại lan rừng. Thì đầu tiên là giả hạt bóc rừng của khu vực rừng Gia Ly Kon Tum nhé mọi người. Và thứ hai là địa lan hạt đỉnh nâu. Đây là loại địa lan hoa đẹp nhất ở khu vực rừng Tây Nguyên nhé mọi người, và nở vào dịp Tết luôn, rất đặc biệt. Và ở đây thì có mặt hoa hạt đỉnh nâu, để tí em quay kỹ cho mọi người xem nhé. Cứ mỗi phần vậy là giá 250.000 nhé mọi người, 250.000 phần hạt đỉnh nâu. Rồi cái tiếp theo nữa là giả hạt Gia Ly Kon Tum. Thì giả hạt này thì do bà con đi bóc rừng ở khu vực rừng Gia Ly Kon Tum. Thì cái giả hạt rừng á, thứ nhất là cực kỳ khỏe luôn, thứ hai là mỗi một giờ giả hạt đây nó sẽ cho ra một mặt hoa khác nhau, và thứ ba là giả hạt Kon Tum á, thì hoa cực kỳ thơm luôn nhé mọi người. Nó là loại lan rất là thơm và hoa cái mùi thơm cực kỳ dễ chịu luôn. Nếu mà các bác anh chị chúng ta chưa có giả hạt trong nhà thì cứ thử sưu tầm một hai giò về chơi, ngửi hương thơm của hoa xem có đặc biệt không nhé. Và đảm bảo là mọi người một khi là ngửi được hương thơm giả hạt được cực kỳ mê mẩn luôn. Rồi, và đợt này thì cái cây giả hạt nó bước vào cái mùa xuống lá để chuẩn bị sổ hoa á mọi người. Nên là cái mùa này thì hàng nó cực kỳ hiếm luôn, bởi vì nó nhìn như khúc củi vậy, khúc củi khô á, nên là bà con người ta đi rừng khó thấy, và kiếm được một ít giờ giả hạt như vậy là phải quá trình là đi rất là đông người và đi nhiều ngày liền thì mới được nhé mọi người. Rồi, và hôm nay thì giả hạt thì có các dề là từ đầu tiên là dề hai loại 250 một dề nè. Đó, rồi tới loại 350 một dề. Có những dề thanh lý, ví dụ dề số 8 giá 350, rồi 400, 450 một dề đó. Có những dề ví dụ xanh thì 500, rồi 600 cũng có, dề dài nguyên bản đây, nguyên bản 600, nguyên bản 700, và dề đặc biệt nhất thì có 3 thân tơ đây thì có giá là 1 triệu nha mọi người. Rồi thì em sẽ quay lần lượt từng dề giả hạt và sẽ cầm theo cái thước đây nha mọi người, thước 50cm để mọi người dễ hình dung được kích thước của cái dề lan mình mua luôn. Rồi dề giả hạt số 1 nha mọi người, đây dề Gia Ly nè. Thân tơ nó là thân này nha, thân tơ thân này. Thằng này thì bà con người ta đi rừng bị làm gãy mất cái chóp ngọn của cái cây giả hạt rồi mọi người. Đó, nhưng mà không sao đâu, về trồng vẫn bình thường, chả ảnh hưởng gì. Đó, mầm gốc mầm rồn nguyên vẹn hết nha, về rất khỏe. Giá 250 thôi, giờ này khá là dài. Cỡ 27cm, nó gãy cái chóp ngọn, giá nó khá mềm, 250. Tiếp theo là về số 2. Về số 2 thì đây là giả hạt, một cái dề giả hạt duy nhất của vùng đắc côi nhé mọi người. Đó, hôm nay có đúng một dề giả hạt đắc côi này thôi. Và đây là loại thân rất là nù mập nè, lù mập, và cái dòng lá cũng khá là đẹp. Đó, tím nữa. Rồi, dề này thì nó chỉ ngắn thôi, tầm cỡ 11cm thôi, nhưng là dòng nù mập đốt ngắn thì các bác có thể mua về sưu tầm. Đó, bóc ra nè. Rồi, dề số 2 giá 250 đắc côi nhé. Đây có đúng một dề đắc côi thôi, còn lại Gia Ly hết. Tiếp theo là dề số 3. Dề số 3 đây thì thân tơ là thân này nhé mọi người, thân tơ thân này. Độ dài của thân tơ thì cỡ 21-22cm. Nguyên dề nó đây. Đó. Rồi, nguyên vẹn từ đầu tới cuối nha. Rồi, dề số 3 giá 250. Rồi, tiếp theo là em sang dề số 4. Dề số 4 đây. Thì dề này thì có giá, cái thân tơ của nó là thân này nhé mọi người. Thân tơ nó đây. Độ dài cỡ 23cm. Đó. Dề này thì nguyên dề nó có giá là 250 nhé mọi người. Gia Ly luôn, nguyên vẹn từ đầu tới cuối. Được 1, 2, 3 thân da và 1 thân tơ. Rồi, tiếp theo là em sang dề số 5. Số 5 đây, thì độ dài thân tơ tầm cỡ 24cm. Dề này khá là xanh. Đó, thân da độ xanh le nè. Thân tơ là thân em đang cầm nhé. Rồi, dề số 5 này giá 250.000 nhé mọi người. Nguyên vẹn nguyên si đẹp. Rồi, tiếp theo là em sang loại 350. 350 thì dề nó dài hơn, thân tơ dài hơn. Độ dài thân tơ tầm cỡ 34cm nha. Dề này khá là xanh luôn. Đó, đốt xanh nè. Mầm gốc nhúng nhú lên nè mọi người. Rồi, xanh le nè, thân da xanh le. Rồi, dề này giá 350 nha, về săn ám khói. Dề số 7. Dề số 7 này thì độ dài tầm cỡ 34cm luôn, cỡ 34-35cm. Dề này cũng nguyên về dề xanh. Rồi, đó, thân tơ là thân em đang cầm trên tay nhé. Thân da là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái thân da luôn mọi người, 6 thân da luôn. Nguyên mạng bóc rừng này. Rồi, dề số 7 là giá 350. Theo dề số 8, dề 8 đây dề rất là dài, nhưng mà bán giá thanh lý nhé mọi người. Độ dài chắc phải tầm 60cm luôn, thân tơ nó là thân này nhé. Rất là dài.
đây, trên từ đầu thân cơ xuống. Giờ này thì cái đoàn gốc nó bị hơi vàng vàng tí mọi người, tức là nó nửa xanh nửa vàng nè. Mắt ngủ thì nó hơi xấu tí, nhưng mà em nghĩ về đây mọi người về trồng bình thường nó vẫn xanh tươi bình thường nha, chỉ có mắt ngủ nó hơi dập dập tí thôi mà không sao đâu, không lên được mắt ngủ này thì nó sẽ lên ở đoạn mắt ngủ phía trên thôi mọi người. Đó, rồi và giờ này bán giá thanh lý nha, giá 350 là giá thanh lý á. Vậy giờ này nếu mà nguyên vẹn đẹp đẽ cũng 500-600 ngàn mọi người. Rồi về số 8 này giá 350 nha mọi người. Tiếp theo là em sang về số 9. Về số 9 đây là một giờ nguyên bản và giờ này có tới 2 dề mọc trên khúc cây luôn. Đầu tiên là một giờ đây, thân tơ là thân này nha. Và giờ thứ hai đây, thân tơ thân này. Thân tơ là thân này nha mọi người, thân tơ thân này. Đó. Rồi độ dài thân tơ nè. Cái này thì độ dài thân tơ nó tầm cỡ chắc 11-12 cm. Còn cái này độ dài thân tơ chắc tầm 4-5 cm thì thôi. Rồi nguyên bản nha, về mọi người chỉ việc treo lên thôi, không cần phải ghép gì mất công. Rồi về số 9 này giá 400 nha mọi người. Thì tương đương với cái dê đây là 250, với dê đây là 150 nè, đó. Giá khá hợp lý rồi. Về số 10 giá 450 nha mọi người. Đây thân tơ đây. À, giờ này thì dài khỏe, đảm bảo mùa tới có hoa chơi luôn. Nói mùa tới nhưng mà thật ra là còn 1-2 tháng nữa là mọi người được ngắm hoa luôn nha. Rồi độ dài tầm 40 cm, rất nhiều thân già nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái thân già luôn mọi người. À, cây nè, rất là khỏe, mầm gốc mầm đồ nguyên vẹn hết nha. Đó, cây nguyên si đẹp đẽ, không có gì để chê cả. Nguyên mạng bốc rừng nữa nè. Rồi về số 10 này gia ly này giá 450, thân tơ thân này nhé mọi người, thân tơ này, tơ đây. Rồi tiếp theo là em sang về số 11. Về số 11 này thì thân tơ là thân này, thân tơ là thân này nhé. Rồi độ dài thân tơ để đo thôi, độ dài thân tơ, dài thân tơ tầm cỡ 40 cm mọi người, 40 cm. Rồi nè mọi người xem thân da rất là xanh luôn. Đó, mầm gốc mầm đồ cũng khỏe mạnh, thân da xanh lè, thân tơ cũng xanh nha. Đó, về săn ám khói hoặc năm cánh trắng. Rồi về số 11 này giá 450 ngàn nha mọi người, nguyên một cái mảng đó. Đó, nguyên mảng đây, bóc rừng về luôn. Rồi về số 11 giá 450. Tiếp theo là em sang về số 12. Về số 12 đây độ dài thân tơ tầm 41-42 cm. Về đây cũng rất là xanh luôn mọi người xem. Đó, chỉ có một vài chấm tím nhỏ nhỏ thôi, còn lại xanh nè. Đó. Rồi. Thân hơi mảnh tí, nhưng mà những cái dòng thân mảnh đây thì hoa cũng rất là to. Thân da xanh le nè mọi người thấy không. Rồi. Đây mầm gốc xanh nè, xanh mơn mận luôn. Rồi về này 450 thôi nha. Săn ám khói hoặc năm cánh trắng. Tiếp theo là em sang về số 13. Về số 13 này thì có giá là 500. Thân tơ là thân này nhé mọi người, thân tơ thân này. Và độ dài thân tơ để em đo, chắc rơi vào tầm cỡ 45-47 cm. Thân tơ nó đây, xanh nè. Mầm gốc đây cũng xanh nè, thân dài cũng xanh nè. Rồi đó, xanh thì chiên săn ám khói năm cánh trắng nha mọi người, hoặc là năm cánh trắng. Năm trắng thì tỷ lệ ra thấp lắm, nhưng mà thật sự may mắn thì trúng các bác. Về số 13 giá 500 nha. Rồi tiếp theo em sang về số 14. Đây là một giờ nguyên bản nha mọi người. Nguyên bản thì về mọi người chỉ biết treo lên thôi. Đó, và nguyên bản thì lúc nào nó cũng cao hơn hàng thường tí. Đó, bởi vì vận chuyển được cái gốc cây và cây nó nguyên vẹn về rất là khó. Đó, và dễ trông nữa, này này thì dễ trông hơn. Độ dài tầm cỡ 40 cm, 40-41 cm. Thân da xanh le nè mọi người ha. Rất là xanh luôn nha. Đợt này cây xanh nhiều lắm. Hy vọng thì các bác sẽ sổ ra được những mặt hoa đẹp đặc biệt mầm gốc nè mọi người, xanh không. Đó, quá xanh luôn. Rồi được 1 2 3 4 5 6, 6 cái thân già và một thân tơ nha. Sắp tới sẽ hoa sổ hoa trên thân tơ này. Đây, nguyên mảng bám vào khúc cây này. Cái này trong rừng là cái dây leo mọi người, dạ hạn nó hay thích bám trên dây này lắm.
Rồi tiếp theo là em sang về số 15. Về số 15 đây về rất là dài luôn, nhưng mà giá chỉ có 600 thôi. Thì dành cho các bác anh chị nào thích chơi cái loại mà sai hoa, thân tơ dài sai hoa. Thì thân tơ dài chắc chắn nó sẽ sai hoa nhé mọi người. Thân tơ dài sai hoa. Để em đo thử coi. Đấy là 50. Rồi, tầm cỡ 90, ít nhất là 90 cm mọi người, rất là dài luôn. Thân tơ nó đây nha. Nó có một thân tơ và rất nhiều thân da. À, tuy nhiên là một vài thân da nó bị gãy nha mọi người. Vài thân da bị gãy, mà thân da gãy thì không ảnh hưởng gì tới cây đâu. Về mọi người vẫn trông bình thường thôi. À, thích thì mọi người bẻ ra chúng ta ươm cây, hoặc không để nguyên vậy được. Ít bữa cây nó sẽ mọc ra từ cái thân da. Những cái thân da bị gãy thì thường nó dễ mọc ra cây mới lắm. Rồi, đây em bỏ ra đây cho nó sáng. Quay cái thân tơ, giữ thân tơ cho mọi người xem. Đó, thân tơ khỏe mạnh từ đầu tới cuối nè. Rồi, đây mầm gốc đây. Cây này có hai mầm gốc nha. Một mầm gốc thì bị con gì hay cái gì nó cắn á. Còn một mầm gốc thì nguyên vẹn đây. Đó, đã sưng lên rồi nè. Rồi, vẫn nguyên mầm gốc đây nha. Đó, thấy không? Nguyên dề bóc rừng ở đây. Đó. Rồi, thân tơ thì nguyên vẹn nhé mọi người. Còn thân da thì một vài thân da nó bị gãy do quá trình bà con người ta hái, người ta vận chuyển thôi. Không ảnh hưởng gì đâu. Đó. Rồi, về số 15 này. Giá 600 thì các bác anh chị chúng ta đầu tư thêm ít tiền mua dài dài vậy nè, chơi hoa rất sướng bởi vì rất là sai hoa, hoa nở sẽ nở như pháo luôn. Rồi tiếp theo nữa thì em sang về số 16. Về số 16 này thì có giá là 600.000 nha mọi người. Thân tơ nó là thân này, thân này độ dài thân tơ tầm cỡ 50 cm nha, 50 cm, thế mọc cong 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 nhìn hay giống thiên nga. Rồi thân da cũng xanh le nè mà không. Đó, thân da xanh, rất là xanh luôn. Xanh ám khói hoặc năm cánh trắng nha mọi người. Đây, mầm gốc mầm đồ nguyên vẹn hết. Đó, cây đẹp, không có gì để chê cả. Cái này thì cái khúc gỗ nguyên bản nó hơi bị nặng nha mọi người. Nên là cái khúc này thì nếu mà gửi thì em sẽ gửi ship chậm cho các bác. Ship chậm thì nó sẽ đỡ tốn cước hơn. Đó. Còn không, ví dụ các bác khách quen mua yêu cầu có thể yêu cầu em bóc ra. Đó, bóc ra em gửi nguyên dê này thôi. Rồi về số 16 này có giá là 600.000 nha mọi người, 600.000. Thân rất là xanh luôn, thân da xanh le nè. À, cái thằng này nó có một cái thân tơ nữa mọi người. Nó có một cái thân tơ nhưng mà bà con người ta đi rừng người ta làm gãy mất cái chóp. Đó, thì để nguyên vào nha, tức là năm sau vẫn lên mầm mới bình thường ở chỗ đây. Nó có một cái như cái con kiến đó. Đó. Giờ mới phát hiện ra. À, rồi đây là coi như giống như được 2 dê vậy. Rồi dê này chắc chắn mùa tới cái dê lớn này chắc chắn sắp tới thì có hoa nha mọi người, 1-2 tháng nữa có hoa mọi người chơi luôn. Rồi giờ sang dê số 17, đây là dê em nhìn thấy lá rất là đẹp. Đây mọi người xem. Đó, mặc dù là bước tới cái giai đoạn chuẩn bị sổ hoa rồi nhưng mà vẫn còn những cái cây mà lá nó rất là mướt mát đẹp như vậy. Đó mọi người thấy không? Lá nó xếp đều nhau mà nó mướt. Đó, nó có những cái đường vân 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 ở giữa lá luôn. Đó, nét vân nổi giữa lá. Rồi đây, thân nó cũng mập nè, thân nó mập to khỏe. Đó. Đây, bám nguyên vào khúc nguyên bản nha mọi người. Cái này là cái dây leo nha, hai sợi dây leo trong rừng này mọi người thấy không, nó bám ở giữa mà. Rồi về số 17 này giá là 700 nha mọi người. À, độ dài đây, dài của nó thì tầm cỡ gần 60 cm, tầm cỡ 60, khả năng 60 cm, được 1, 2, 3 cái thân da và một cái thân tơ rất đẹp. Rồi giờ 17 này giá 700 nha. Rồi cuối cùng ngày hôm nay là cái dê số 18. Dê số 18 này thì có giá là 1.000.000 nha mọi người. Đó, để em chỉ cho nét đặc biệt vì sao dê này nó hơi nhỏ nhỏ tí mà nó tới 1.000.000 lần mọi người. Đó. Thứ nhất đây là cái dê nó có tới 3 thân tơ luôn. Nè, một cái thân tơ này mọi người thấy không? Đó, sắp tới sẽ sổ hoa trên thân tơ này nè. Thứ hai là hai cái thân tơ nè, đó, đốt ngắn rất đẹp. Và thứ ba là ba thân tơ. Tuy nhiên là cái thân tơ này nó bị gập rồi nha. Nó bị gập như vậy á thì các bác về các bác vẫn sổ hoa, hoa nó sẽ vẫn ra trên mấy cái mắt này. Đó, và sang năm thì mầm gốc nó cũng sẽ lên bình thường. Đó, mầm gốc nó sẽ lên bình thường từ chỗ đây. Đó, mới vẫn lên mầm mới rồi đây bình thường. Nếu các bác đã từng chơi giải hạt rồi thì có thể biết. Đó. Đó. Và cái dở đây là nó chỉ xấu cái thân tơ này nó chỉ xấu với cái mặt thẩm mỹ thôi mọi người, còn lại vẫn ok bình thường, không có sao cả.
Nếu mà nó nguyên vẹn đẹp thì chắc chắn là cái dê ở đây tổng thể nó sẽ giá sẽ cao hơn nhé mọi người. Thì nhờ nó gãy gãy lên tí thì có chúng ta có mua được cái giá mềm hơn. Rồi, tới 3 thân tơ lần nha. Một thân tơ này nguyên vẹn đẹp đẽ này, hai thân tơ nguyên vẹn đẹp đẽ này và ba thân tơ thì thân tơ này bị gãy. Đấy, rồi. Và những cái dê giải hạt ngoài có tới 3 thân tơ thì cực kỳ hiếm luôn. Ngoài ra thì nó còn là nguyên bản nữa. Đó. Cái cây này là cái cây nó ra cái mụ đỏ đỏ mọi người, trong rừng hay có lắm. Đó, mụ đỏ 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 nhìn hay hay. Rồi. Rồi cái dê này thì có giá là 1 triệu nha mọi người, rất nhiều thân da luôn. Để em đếm số thân da mọi người xem. 1 thân da, 2 thân da, 3 thân da, 4 5 6 7 8 9 10. Tầm 10 11 cái thân da nha mọi người. Rồi để đo độ dài thân tơ. Thân tơ thứ nhất thì độ dài tầm cỡ 37 38 cm nha mọi người. Thân tơ thứ hai đây. Tơ thứ hai đây. Thì độ dài tầm 20 cm. Và cái thân tơ cuối cùng bị gãy đây thì độ dài cỡ 27 cm. Rồi cái dê này về các bác chơi sưu tầm hoặc là làm quà biếu sếp cũng rất là ý nghĩa nha. À, rất đẹp. Rồi. Dê số 18 giá 1 triệu. Rồi ngoài ra cuối cùng thì em còn có một cái combo kiến nguyên bản nha mọi người. À, combo kiến nguyên bản thì nó gồm 3 cái khúc nguyên bản và rất nhiều kiến ở bám trên 3 khúc này. Thì đây, thứ nhất để em quay cho mọi người xem nha. Nè, một dê kiến nè. Một con kiến nè. À, đây. Hai con kiến nè, thấy không? À, tức là trên cái khúc đây nó có hai cái dê kiến nè, một tách biệt nhau nè. Rồi. Rồi tiếp theo là cái khúc thứ hai nha mọi người, nó cũng hai dê kiến luôn, một dê kiến này, thân tơ đây nha, hai dê kiến đây nha, thân tơ đây, đó là được 4 con kiến rồi nha. Ngoài ra còn có thêm một cái dê ở đây thì được 1 con kiến. Tuy nhiên cái dê ở đây thì nó bị hơi bị gập cái đoạn gần gốc, nó cũng không sao đâu mọi người. Về năm mới, sang năm nó vẫn lên mầm bình thường, không ảnh hưởng gì đâu, hơi mất thẩm mỹ tí thôi, cây vẫn khỏe mạnh bình thường. Rồi ba cái khúc nguyên bản này thì nó tổng cộng tới 5 con kiến lận và giá 600.000 nha mọi người. 600.000 về mọi người đặt vào chậu hoặc chúng ta ghép vào cái nào á, để nguyên nó ghép nha, cái đừng có tách ra bởi vì nó nguyên bản nó bám khỏe vào rồi. Rồi cái combo 19 này thì giá 600, vì các bác anh chị nào thích sưu tầm nhiều mặt hoa thì có thể mua cái combo kiến này, bởi vì mỗi một con kiến nó sẽ cho ra một mặt hoa khác nhau á. Kiến năm nay mọi người nhìn nhỏ nhỏ tí chứ sang năm nó có lực rồi, nó đẩy rất là nhanh, lớn rất nhanh đó. Rồi và xong cái giải hạt thì bây giờ em giới thiệu tới hạt đỉnh nâu nhé mọi người. Đợt này thì bà con đi rừng về được một lô hạt đỉnh nâu rất là đẹp. Đó, cây thân nè, thân nào đấy củ to to khỏe mạnh, một phần nó tầm cỡ được 4 thân nhé mọi người. Đây, 4 tới 5 thân, có phần 4 có phần 5 thân. Đây. Đó, có phần 3 thân nữa, 3 thân thì cây thân nó sẽ rất to. Đó, cây nè, cây nào cây nấy rất là to khỏe nha mọi người. Đúng chuẩn hàng tiện chọn luôn. Và cái hạt đỉnh nâu này thì nó có điểm đặc biệt là hoa nó nở vào dịp Tết nha mọi người. Hoa nở vào dịp Tết nên là mọi người về chăm chúng ta chờ Tết sang năm ta chơi hoa luôn. Hạt đỉnh nâu thì là loại địa lan thuộc dạng hoa đẹp nhất nha mọi người. Khó có loại địa lan nào mà có hoa đẹp như là hạt đỉnh nâu này nữa. Đó, và nó cũng là một giống rất là dễ trồng luôn, cực kỳ dễ trồng, dễ chăm sóc. Mọi người về chỉ việc trồng vào chậu đất, pha ít cát với ít phân chuồng nữa là ok, có giá thể trồng cực kỳ dễ luôn. Rồi và cứ một phần vậy thì có giá 250 nha mọi người. Và mọi người lưu ý là lúc quay thì em sẽ quay nguyên cây vậy. Tuy nhiên lúc gửi đi em sẽ cắt ngang nha. Cắt ngang. Mọi người chỉ cần một đoạn phần gốc đây là chúng ta về trồng vô tư rồi. Đó, cắt ngang để cho đỡ cây đỡ mất sức, về trồng khỏe re, rất là dễ trồng luôn. Các bác anh chị ở bất cứ vùng nào cũng trồng được. Với điều kiện là chúng ta trồng ở trong cái môi trường râm mát một tí, tránh để ngoài ánh nắng trực tiếp là được nha mọi người. Tức là trồng ở dưới cái giàn lan của nhà mình là ok. Rồi và hoa đẹp, xem mọi người xem thử cái hoa nó có đẹp như là lời em quảng cáo không nha. Và bởi đây nhà em có một cái chậu hạt đỉnh nâu đây. Và mọi người xem cái vòi của nó nè. Đối với những cái cây hạt đỉnh nâu trưởng thành thì cái vòi lúc mà cây nó khỏe, cái vòi nó phải dài tới 2 mét, hơn 2 mét luôn nha mọi người. Đó. Đây, mọi người thấy cái vòi cực kỳ cao luôn. Hoa đây. Đó, hoa rất là to. Đặc biệt là cực kỳ lâu tàn luôn. Rất là đẹp nha mọi người thấy không? Đã không? Hoa to lắm, to hơn giải hạt nhiều. Và nó nở cả tháng luôn mọi người, nở xuyên suốt cả tháng luôn. Ví dụ mấy bông này nở đợt đầu đúng không? Xong rồi sẽ tới những cái bông trên, rồi trời nó nở dài dằng dặc, có khi chơi được cả 2 tháng luôn.
Và ngoài cái thú vui chơi hoa thì mọi người còn có thể chơi lá được nhé. Cái lá của lan hạt đình nâu nó cũng rất là to đẹp xanh. Mọi người trồng trong vườn nhà thì nó sẽ tạo nên cái độ xanh tươi nhìn đầy sức sống cho cái khu vườn lan của nhà mình nha. Đó mọi người thấy không? À, chơi lá cũng rất là sướng. Đây chậu đây thì em trồng trong đất thôi, trong chậu đất thôi. À, rất đơn giản. Đất phải cát với phân chuồng là ok. À, rất dễ sống nha mọi người, dễ trồng. Rồi và giá 250 một phần nhé, 250.000 một phần. Thì giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nhé mọi người. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Thì các bác anh chị có nhu cầu mua loại nào cứ nhắn tin gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được. Thì ưu tiên mọi người gọi nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Và khách mua lần đầu nếu mà mua nhiều vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Còn mua ít là mua vừa vừa thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Rồi và được kiểm tra hàng thoải mái nha mọi người. Cứ báo bưu tá liên hệ với người gửi thì em duyệt cho xem thôi. Đơn giản, mọi người yên tâm. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người các clip về lan tiếp theo ạ.